Đây là cà phê hòa tan, mình tìm mua được trên Shopee. Không giống như G7 hay là Nescafe, đây là cà phê sấy thăng hoa. Và ở đây thì mình đọc được là nó được làm từ 100% nguyên chất. Bạn cũng tò mò, mình cũng vậy, thử thôi. Robusta, u đậm đà mạnh mẽ, khá thơm. Đổ vào 3g cà phê theo hướng dẫn của nhà sản xuất, rót vào 45ml nước nóng. Trời ơi, nó có cả crema này. Oh my god. Khá là dễ hòa tan, mùi thì rất giống cà phê nguyên chất. Ok, bây giờ mình sẽ thử. Ngậy, béo, khá là thơm. Mình cảm thấy có một cái độ ngọt nhất định nào đấy ở đây. Nó khá ổn so với cả một ly cà phê hòa tan. Ok, thử với nâu đá xem sao. Thêm 15g sữa đặc, ngôi sao phương Nam. Thêm một chút đá. Ngon, thơm, béo. Hương thơm từ một cái loại cà phê mình nghĩ là rất nguyên chất. À, sữa đặc, ngôi sao phương Nam, danh bất hư truyền. Tuyệt vời. Mời đẹp, mời đẹp.